Rất cảm ơn tất cả các vị quan khách xa gần đến tại hội chợ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp nối sẽ là một ca khúc rất là quen thuộc của tất cả các vị bạn trẻ. Sẽ là một ca khúc của Thanh Bùi và hát mang tên Lòng Thầm Tình Yêu. Và kính thưa quý vị, là cái bài này là sẽ là sự kết nối của Gerai Food với lại gian hàng của Ali. Xin mời bạn Ngân lên sân khấu. Cho tôi làm con tim chơi vơi.